Thời gian vừa qua, tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hàng loạt doanh nghiệp cố tình vi phạm hoạt động đầu tư xây dựng, vi phạm đất đai. Trong đó phải kể đến dự án khách sạn Tân Quang Phát. Dự án khách sạn Tân Quang Phát có tổng diện tích lên tới 24.828 m² với quy mô 7 tầng và các hạng mục phụ trợ nằm trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Dự án khách sạn Tân Quang Phát do công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Điều đáng lưu ý là dự án này nằm đối diện với trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, chỉ cách trụ sở Ủy ban nhân dân huyện này khoảng 100 m. Mặc dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng dự án đã thi công trong một thời gian rất dài. Chính quyền huyện Yên Mỹ chỉ phát hiện ra dự án này xây dựng không phép khi công trình sắp hoàn thiện. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ra văn bản số 717 UBNZKTHT về việc khắc phục sai phạm trong hoạt động xây dựng đối với công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát, chủ đầu tư dự án khách sạn Tân Quang Phát. Đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng Hưng Yên đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công hạng mục công trình trên để hoàn thiện các thủ tục giấy phép theo đúng quy định. Trong lúc vi phạm tại dự án của công ty cổ phần Tân Quang Phát vẫn chưa được cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ xử lý, thì ông Phạm Trần Hoạt, lúc đó đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, đã được bổ nhiệm lên làm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên. Được biết, ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định số 939 QĐ-CTUBNZ phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021. Tưởng rằng sự việc sẽ được xử lý dứt điểm, nhưng bất ngờ đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, dự án này đã được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép xây dựng số 29 GPXG cấp cho chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát được phép xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án khách sạn Tân Quang Phát tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, các hạng mục được xây dựng gồm công trình nhà dịch vụ tổng hợp, công trình nhà dịch vụ bể bơi, công trình nhà tắm trắng bể bơi. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình thi công xây dựng, các công nhân tại đây không hề có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi tại sao một công trình có quy mô lớn như vậy mà chưa cấp phép lại có thể thi công xây dựng trong suốt thời gian dài mà không bị các cơ quan chức năng sở tại phát hiện xử lý. Tiếp nối sau đó, lãnh đạo huyện Yên Mỹ lại được điều động lên tỉnh công tác và dự án này nhanh chóng được hợp thức hóa bằng việc cấp giấy phép xây dựng để thi công. Có hay không lợi ích nhóm đối với dự án trên? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.